Tối 26 tháng 7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tới tham dự lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ cấp Trung ương tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội. Tham dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể Trung ương, lãnh đạo thành phố Hà Nội. Đây là chương trình thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa trong dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và thành phố Hà Nội tổ chức. Tại buổi lễ, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, đức hy sinh vì Tổ quốc luôn được hun đúc, nuôi dưỡng và phát huy, trở thành truyền thống văn hóa, nguồn sức mạnh nội sinh của dân tộc ta. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh, hiến dâng máu xương của mình. Máu đào và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm lá cờ cách mạng vẻ vang của Đảng để nước nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã khẳng định, họ đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi. Họ chết cho Tổ quốc sống mãi, vật chất họ mất, nhưng tinh thần họ sẽ luôn còn với non sông Việt Nam. Khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân ta mãi mãi ghi công và đời đời biết ơn sự hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, các thế hệ người Việt Nam luôn tự hào và nguyện sống xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước. Đồng thời, Đại tướng Phan Văn Giang mong rằng, tuổi trẻ cả nước sẽ tiếp nối những giá trị tốt đẹp của dân tộc ta mà các thế hệ cha anh đi trước đã tạo dựng, xây đắp, tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng, kiên quyết, kiên trì bảo vệ thành quả đã giành được, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Ngay sau đó, các đại biểu lãnh đạo cùng đoàn viên thanh niên đã dâng hoa, dâng hương, thắp nến tri ân gần 2.200 phần mộ mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ, yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội. Đây là hoạt động thể hiện tình cảm và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đi trước, giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu Tổ quốc cho thế hệ trẻ hôm nay.